Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh sinh năm 1877, mất năm 1973, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt Viên Tịch, Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm tổ đình Long Quang tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng niệm bậc tiền nhân đạo cao đức trọng. Cùng đón Đức Pháp chủ có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Pháp giáo Trung ương, cùng chư tăng ni Pháp quyến, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự thành phố Hồ Chí Minh. Tại tổ đình Long Quang, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm hữu diệu bảo tháp của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh được tôn trí trong khuôn viên tổ đình. Đức Pháp chủ lắng lòng tưởng nhớ trước bức chân dung nguyên bản cùng những kỷ vật của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, vị Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Tăng già Nam Việt, bậc giới sư cao trọng, vị thầy mở trường đào tạo nên nhiều vị thầy, nhà yêu nước can trường, được lưu giữ tại không gian lưu niệm của tổ đình trước khi quang lâm chánh điện lễ Phật lễ tổ. Đại diện cho tông môn Long Quang, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Pháp tôn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, dâng lời khánh tuế lên Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Đức Pháp chủ đã có đôi lời sách tấn chư tăng ni Phật tử và nhắc lại những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh. Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khuyến tấn chư tăng ni Phật tử cần ghi nhớ tinh thần cống hiến cho đạo, đức khiêm tốn của tiền nhân, lấy đó như một bài học cho tự thân. Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, họ Võ Quý Như Thông, tự Bửu Đạt, sinh năm 1877 tại tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn tại thế, Ngài tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức yêu nước, có nhiều đóng góp cho việc đào tạo tăng tài. Năm 1951, Giáo hội Tăng già Nam Việt thành lập, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang. Ngài được suy tôn ngôi vị Pháp chủ lâm thời. Từ đó, giới tăng già cũng như cư sĩ tôn kính Ngài là một trong các bậc cao tăng của miền Nam. Sau 3 năm phục vụ cho giáo hội, năm 1953, Ngài thoái vị, trao ngôi vị Pháp chủ cho Hòa thượng Huệ Quang và trở về chùa Long Quang ở Xuân Thới Thượng, an dưỡng. Chỉ nhận vai trò chứng minh đạo sư của Giáo hội Tăng già Việt Nam và Giáo hội Lục Hòa Tăng Việt Nam. Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh viên tịch vào ngày 12 tháng Giêng năm Quý Sửu năm 1973. Dịp này, Đức Pháp chủ cũng kêu gọi chư tôn đức tăng ni cùng chung tay góp sức tôn tạo xây dựng tổ đình Long Quang thành một di tích lịch sử ghi dấu bậc cao tăng có công đức lớn với Phật giáo miền Nam nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung.